Chia tay với ông Đường, lão nông vui tính, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá các món ngon tại vùng đất cây lành trái ngọt này. Long Khánh là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn vì ngoài trái cây, nơi đây còn có nghệ thuật ẩm thực tuy dân dã nhưng độc đáo, với các món ăn đặc sản như là nấm mối xào tỏi, gỏi cá Đồng Nai và đặc biệt là lẩu khổ qua rừng. Đoàn chúng tôi thật sự rất tò mò. Món ăn này vì sao để lại ấn tượng khó quên ở du khách đến như vậy? Và chúng tôi quyết định tìm hiểu. Khổ qua hay còn có tên gọi là mướp đắng là món ăn dân dã quen thuộc của người dân cả nước. Nhưng các món ăn chế biến từ khổ qua rừng có lẽ duy nhất ở Long Khánh mới ngon và lạ miệng đến vậy. Quả khổ qua rừng được tách ra, nhồi với thịt xay nhuyễn cùng mộc nhĩ. Lá khổ qua được lặt, rửa sạch để ráo trên đĩa. Lẩu nước đang sôi, chỉ cần nhúng một nắm lá vào lẩu vớt ra dùng ngay thì mới cảm nhận được vị ngon đặc trưng của nó. Nếu ai đã từng đặt chân đến mảnh đất này mà không thưởng thức những món ăn dân dã được làm từ khổ qua rừng thì thật là tiếc. Theo ông Phạm Giang Dĩ, trước khi đến đây du lịch, ông đã được nghe rất nhiều người kể về sự hấp dẫn của món khổ qua rừng này. Nghe kể thôi đã thấy hấp dẫn, nhưng chỉ đến khi được tự mình thưởng thức, ông mới cảm nhận được vị ngon đặc trưng của nó. Ông Dĩ chia sẻ, khổ qua rừng khi mới ăn vào có vị rất đắng, nhưng chỉ lát sau lại có vị ngọt và thanh, rất hấp dẫn với gia đình ông. Bởi vậy nên dù đây là bữa ăn thứ 5 của cả gia đình trên mảnh đất này, nhưng tất cả đều không thể thiếu món khổ qua rừng. Lần đầu tiên vô đoàn du lịch đi vô đây thì ăn khổ qua rừng thì thấy rất là ngon. Vị nó thấy là nó mát, nó dịu, ăn nó dịu dàng hơn, coi như là nó ngon miệng hơn là ở các nơi khác.